Anh nói luôn nhá, cái việc mà vợ anh mượn nhà mẹ để kinh doanh anh không thích đâu, nhưng phải chấp nhận bởi vì chưa tìm được chỗ phù hợp. Em thấy tại chị Linh chị không dứt khoát đấy, chứ nếu thích kinh doanh thì nghỉ làm ở ngân hàng đi. Nói như cô, cậu Khang nhà cô làm ăn được nên cô nhàn, chứ còn kinh tế nhà anh không mạnh như nhà cô. Nhưng là vợ anh phải thức khuya dậy sớm để còn đổi cái nhà to hơn, chứ các cháu bây giờ nó trưởng thành cả rồi. Còn cái việc mượn nhà của mẹ, anh cho họp gia đình để rút kinh nghiệm. Còn một việc nữa. Sao? Anh phải để ý cái chàng đấy nhá. Nó làm sao? Hôm trước cô cháu có gặp nhau, nhưng mà em thấy nó không ổn một tí nào. Em cảm giác như là nó đang giấu giếm anh. Anh xin cho nó đi làm ở tạp chí lâu chưa? Có cái gì cô cứ vòng vo đấy nhỉ? Nói thẳng ra đi. Thì anh bảo là anh xin cho nó làm hợp đồng ở bên tạp chí. Ừ. Thế mà hôm trước đang trong giờ làm, em gọi cái, nó có mặt luôn. Mà nó đến thì lại cứ thì thà thì thụt điện thoại, nghe không giống công việc báo chí. Cái Trang ở cái tuổi cái gì cũng thích, có thể nó làm thêm với bạn bè nó cái gì đó, bình thường thôi mà. Theo em ấy, chúng nó có lớn nhưng mà chưa có khôn, mình cũng không buông sớm được đâu. Anh là cứ phải để ý xem hàng ngày cái Trang nó đi làm thế nào. Nó báo với anh rằng là nó vẫn làm ở bên tạp chí, anh còn đang lo cho nó vào cái chân hợp đồng dài hạn để cho nó ổn định công việc ấy. Thì em thấy nghi ngờ nên nói cho anh biết thôi, chứ từ ngày mẹ nó mất, anh vất vả chăm lo uốn nắn cho nó để tính nó không tự do như mẹ nó. Thế còn bà thì thương cháu nên là chiều. Em biết mẹ vẫn giấu anh chuyện cái Trang nó đi đêm về khuya, cũng không phải tự dưng mà cái Trang nó cứ xin sang nhà mẹ ở đâu. Trang à. Đấy bà đã nói với bố về việc của con chưa ạ? Chưa, bà đã nói gì đâu. Mà sao giọng con có vẻ lo lắng thế? Bố gọi cho con nhưng mà con không dám nghe, con tưởng là bố biết chuyện rồi nên con hơi sợ ạ. Chắc là không có chuyện gì đâu. Bố quan tâm nhắc con về ăn cơm thôi. Sáng nay bà có gọi điện bảo bố về sớm. Thế nhá, cứ yên tâm, đừng lo. Vâng. Đạt. Ồ, anh Hiếu. Phải không? Qua làm chim gì này? Anh qua này chơi thôi. Anh ơi, cái Trang nhà anh giờ này làm việc ở đây có vấn đề gì không? Cái Trang nhà anh nghỉ việc từ lâu rồi mà. Chú có nhầm không đấy? Nhầm làm sao được, anh không tin vào hỏi mọi người đi. Em có tí việc, xin phép nhá. Ừ. Hiếu à, mẹ đang ở chỗ Bắc Cúc. Cái Trang nó vẫn đi làm buổi sáng như mọi khi. Nó bảo ở chỗ nó làm việc ấy, nhiều việc lắm, nhưng mà chiều nó sẽ cố gắng thu xếp về ăn cơm cùng cả nhà. Thì con cứ nói từ từ đã, mẹ vẫn đang nghe mà. Thôi con cứ về nhà đi rồi nói chuyện. Cái Trang nhà anh nghỉ việc từ lâu rồi mà. Có nhầm không đấy? Nhầm làm sao được, anh không tin vào hỏi mọi người đi.